Xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay em quay video giới thiệu cho tất cả các anh chị, các chú mình. Ai muốn mua dụng cụ hàng Nhật bãi thì alo cho em nhé. Hôm nay em có một ít búa này, mũi khoan đục này, cà lê và các cái chồng đầu mở nha. Và cả các cái nhổ đinh như vậy nhá. Tẹo em sẽ quay chi tiết từng mọi sản phẩm này. Mọi người lưu ý này, số dán trên từng sản phẩm mọi người mua thì cứ chốt số thôi nhá. Còn giá tiền thì niêm yết rồi ạ. Giá tiền chưa bao gồm phí vận chuyển. Mọi người mua hàng trên mạng thì phải trả tiền phí ship của em nhá. Tùy xa gần và cân nặng trong gói hàng thì bưu điện họ sẽ tự tính tiền ship cho mình. Nên mọi người lưu ý hộ em này, giá tiền chưa bao gồm phí vận chuyển nhá. Rồi, để xem được những video mới nhất mà bên em đăng lên YouTube thì kênh các chú mình nhớ nhấn một nút đăng ký kênh để theo dõi được những video mới nhất bên em đăng lên nhá, để không bỏ lỡ được những món hàng mà mình ưng ý nhất ạ. Bây giờ em sẽ quay chi tiết vào từng sản phẩm nhá. Rồi, đầu tiên là em sẽ quay búa trước nhá. Búa hôm nay là có hai giá tiền, hai loại này. Một loại là đây, em có ba cái số 8 này, số 9, số 10 này là 50.000 một cái ạ. Có 3 cái búa như này nhá. Là 50.000 một cái. Đây là cái số 8 này. Mọi người chốt số giùm em nhá. Số 8 50.000 ạ. Em quay được cái nào em bỏ riêng ra một chỗ để cho đỡ lộn xộn nhá. Số 8 50.000. Số 9 ạ. Số 9 50.000 luôn nhá. Mọi người lựa thì cố gắng lựa vài món để cùng một công tiền ship cho nó đỡ tiền ship nhá. Số 10 50.000 ạ. Rồi, còn các cái búa nhỏ này em có ghi số rồi nhá. Chỗ này là 30.000 một chiếc ạ. Đây nhá, số 1 ạ. Chỗ này đồng giá 30.000 một chiếc nhá, mọi người cứ chốt số là được nhá. Còn giá tiền thì niêm yết rồi. Đây là số 2. Số 3 đây ạ. 30.000. Cái chỗ không có giá tiền này là 30.000 nhá, mọi người lưu ý này. Số 4 ạ. Số 4 30.000. Số 5. Số 5 30.000 ạ. Số 6, một cây búa nhỏ. Số 6 30.000. Số 7. Số 7 30.000 ạ. Còn một cây này nó chuôi nó hơi ngắn này. Nó là cây to đấy nhá. To hơn cả rồi. Cái này 30.000 luôn nhá. Rồi xong phần búa rồi đã. Mọi người cứ chốt số nhá. Vì nó cũng không có gì ấy nên là em sẽ quay nhanh một chút nhá. Rồi tiếp theo là đến mũi khoan đục. Em bốc được cái nào em quay cái đấy nhá. Đây, cái phần 100.000 là em có dán giá 100.000 này. Còn cái phần không chỉ có số thôi ấy, là 50.000 một chiếc nhá. Cái này là mũi 10 à. Đây này nó có rất là nhiều loại luôn. Em quay em dơ nhá. Mũi này là mũi 13. 13 này. Số 22, mũi 13 nhá. Mũi khoan 13 này. Đây là số 13 là cái kẹp này nhá, kẹp 13 nhá. Số 23 này, 50.000 nhá. Số 22. Số 22 là mũi đục 17 này. Mũi đục 17 ly nhá. Số 22 50.000. Cái này không có số rồi. Cái này 17 ly này. Số 25 17 ly nhá. Mũi 17 ly đấy ạ. 50.000 ạ. Mọi người lưu ý cứ chốt số là được nhá. 17 ly này. Số 11. Số 11 17 ly nhá. 50.000 ạ. Cái này nó là nhọn nhá. Số 11 50.000. Số 10. Đây là số 21. Số 21 mũi 13. Mũi 13 nhá. Số 21 là mũi 13 này, mũi xoắn nhá.
50.000. Số 18 là mũi 17 ly này, mũi 17 ly này, 50.000 ạ. Số 15. Số 15. Mũi 13 nhá, số 15 kẹp 13 ly này. Là đây là số 15 này, 50.000. Số 16. À quên, số 14, số 14 này. 13 ly nha. Cái này là 50.000 ạ. Số 16. Mũi khoan 13 ly này. Là 50.000. Số 17. Số 17, 17 ly. Mũi nhọn 50.000. Số 13. 13 ly. Mũi 13 ly nha. Số này là 13 này. 50.000. Cái này là 12 này. 12 50.000. 19. 19 50.000. 20. 20 là tròn nhá. 14 ạ. Cốt 14 nhá. 20. Số 20 50.000. Cái này không có số. 50.000. Kẹp 13. Số 24. Số 24 50.000 ạ. Rồi. Hai cái này là 100.000 một cái nhá. 17 ly nhá. 100.000 một cái này. Hai cái không có số này. Mọi người chốt là đầu bạc này nhá. Số 26 này. Số 26 100.000. 27. 27 này, 21 ly nhá, 100.000. 28. Mũi 15. 100.000 số 28 nhá. Cái này là số 25. Mũi 13 ly nhá. Số 25 100.000 ạ. Đây còn mấy cái mũi lớn nhá. Hai cây mũi này, mũi 30 ly này. Mũi đục phá nha, 30 ly nha. Có số 31 và 32 này. 200.000 một mũi ạ. 200.000 một mũi này nha. Đây là số. Ở đây có số 32 này, này. Số này nhầm số nên em sửa lại nha. Số này là số 33 đấy, để em sửa lại cái số này nha. Đây cái mũi xoắn này là số 33 nha. Sửa lại cái số này là số 33 này. Đây. Cái mũi này là số 33 nhá, 200.000 ạ. Số 34. Số 34 200.000. Cái này là số 30 này. Số 30 200.000. Rồi xong phần mũi khoan nhá. Bây giờ em quay sang các dụng cụ khác này. Mọi người nhớ xem hết video để mua được những mặt hàng ưng ý nhất nhá. Đây.
Đây nhá, nhổ đinh hôm nay em còn một ít này, em quay nốt này. 50.000 một cái nhá. Có một cái, còn một cái dài này. Còn một cái dài hơn 40 cm nhá. Đây. Còn các cái này là 50.000 một cái nhá. 50.000 một cái ạ. Đó. Mọi người cứ chốt đơn nhá. Em sẽ nhặt cho, tại vì nó cũng giống, khá là giống nhau rồi, nó không có gì là khác hết, nên là cứ chốt đơn là mua bao nhiêu cái là em gửi hàng nhá. Loại này 50.000 một cái này. Bây giờ là sang cái phần cà lê này. Các cái loại này đều 50.000 một cái nhá. Mọi người mua số nào thì kích cỡ bao nhiêu thì bảo em nhặt nhá. 50.000 một cái. Số 32 này. 50.000 một cái thôi. Mọi người chốt cái nào thì cứ chốt số nha. Này có 26 này, 32 này, đó, hai đầu 26 32 này. 26 32. Đó. Đấy. 21 26 nhá. Có rất là nhiều kích cỡ đó, ai chốt cái nào thì cứ báo em là được. 26 23 này. Đây này, 26 23 nhá, rất là nhiều loại luôn đấy ạ. Đây. Đây, cái này là cái đầu 21 nhá. Đầu mở 21 này, 50.000 nhá. Mọi người mua cái gì cũng có thể chụp màn hình inbox Zalo cũng được nhá. Đó, cứ 50.000 một cái, mọi người chốt số em nhặt nhá. Mọi người cứ chốt số bao nhiêu là em nhặt cho. Đây. Các cái này là 100.000 một cái nhá. Mọi người cứ chốt số em nhặt cho. 32 này. Đấy. 32. Cái này lớn quá, không biết là bao nhiêu này, nó không có số. Này là 35 này. Cái 35 này 150 nhá. Đây. Cái này 35 này, 35 này 100.000 này. Đây nhá, 32 này. 32 100.000. Đó, rất nhiều nhá. 26 này 100.000 này. Mọi người cứ chốt số là em sẽ tự nhặt cho nhá. Đó. 26 này. 26 100.000 này. Mọi người lưu ý là mình chắc chắn muốn mua hàng chốt đơn thì hãng inbox hoặc là alo cho em nhá. Đây số 26 này. Số 26 100.000 này. Còn ở ngoài đây em có một ít, còn có một ít nó kích cỡ lớn hơn nhá. Cái này là 35 này. Loại này là 150 nhá. 150 này. Cái này là 35 nhá. 150 một cái đấy ạ. Cái này lại lớn này. M36. Cái này là 55 này. 55 này 150 nhá. Cái 19 21 này. Cái này 50 này. 150 một cái ạ.
Cái này là 46. 46 nhá, 150 nhá. 36 này, 150 một cái này. Con này cũng là 36, 150 nhá. Đây, cuối cùng là đến phần này. Có hai cái. Cái này là cái gì nhỉ? Cái này vừa bảo là cái gì mà em quên mất rồi. Đây, cái đồng lục giác này, 19 này, 21 này, 17 này, 23 nhá. Đó. 150 một cái ạ, 150 một cái, có hai cái thôi. 150 một cái nhá. Cái này nó bị vỡ mất một cái rồi. Bị hỏng mất một cái rồi. Cái này có 21 này, 14 này, 19 này, cái đầu 17 bị vỡ rồi nhá. 120 nhá. Cái đầu vỡ này 120 nhá. Còn đây các cái đầu này, đầu à lục giác này. 23 nhá. Cái này là cái 23 này. Có 23 mấy cả 19 nhá. Có 23 mấy cả đầu 19. Mọi người lưu ý này, có đầu 23 và 19 nhá. 50.000 một cái ạ. Mọi người chốt đơn cứ chốt số là được nha, em sẽ tự nhặt cho nhá. Có hai cái 17. Có hai cái 17 nhá. Còn đâu đa số là 19 và 23. Hết rồi ạ, hôm nay có những mặt hàng như vậy nhá. Em quay mọi người cần cái gì thì cứ alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0975275636 ạ. Còn số ai muốn tư vấn về máy móc này, tư vấn về kỹ thuật thì alo cho em theo số điện thoại 0827311983. Địa chỉ của em là ở Hà Vĩ, Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội. Bên em có ship hàng toàn quốc. Mọi người lưu ý này, ai ở gần có thể đến tại cửa hàng nhà em để tham quan mua đồ nhá. Rồi em xin kết thúc video tại đây ạ. Hẹn mọi người những video tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh YouTube Hàng Nhật Bãi của bên em ạ.